Hoàng tử ếch. Ngày xưa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài đồ sộ. Một ngày kia, cha của cô là nhà vua tặng cô một quả bóng vàng làm quà sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật con gái của ta. Con cảm ơn cha. Công chúa rất thích quả bóng vàng, nên cô dành rất nhiều thời gian để chơi cùng quả bóng trong sân nhà. Một ngày kia, cô ra ngoài cùng quả bóng và bắt đầu chơi, ném quả bóng vòng quanh. Công chúa đến bên cạnh cái ao và tiếp tục chơi đùa với quả bóng. Lúc đó, ngay sau khi ném quả bóng đi, cô không thể chụp lại được quả bóng. Và quả bóng lăn đi xa. Ôi, bóng của mình! Công chúa chạy theo ngay phía sau quả bóng, nhưng quả bóng lăn càng nhanh hơn. Cuối cùng, quả bóng rơi xuống cái hồ và chìm xuống nước sâu. Ôi, không! Cô công chúa ngồi xuống bên cạnh cái hồ và bất lực, nên cô bắt đầu khóc. Quả bóng xinh đẹp của mình, làm sao mình có thể lấy lại được đây? Bỗng nhiên cô nghe một tiếng nói. Bà bẹp, hỏi công chúa xinh đẹp, sao cô lại khóc vậy? Bà bẹp. Cô nhìn quanh nhưng không thể nhận ra được giọng nói đó đến từ đâu. Khi cô nhìn kỹ hơn thì nhận ra giọng nói đó là của một chú ếch ngay bên cạnh hồ nước đang nhìn cô. Con ếch nhảy về phía trước cô công chúa và khi tới gần nó hỏi lại lần nữa. Có chuyện gì vậy thưa công chúa xinh đẹp, sao cô lại khóc? Công chúa rất kinh ngạc khi cô thấy một con ếch biết nói. Một con ếch biết nói ư? Sao mà vậy được? Tôi đang nói đây nào công chúa xinh đẹp. Hãy nói cho tôi biết làm sao cô khóc vậy? Lấy lại bình tĩnh, công chúa bắt đầu kể cho chú ếch nghe. Quả bóng vàng mà vua cha tặng cho tôi đã rơi xuống hồ. Nó nằm ở dưới đáy hồ rồi, làm sao tôi có thể lấy lên được cơ chứ? Con ếch đến bên cạnh chân cô và đưa ra đề nghị. Công chúa xinh đẹp, tôi sẽ lấy lại quả bóng cho cô. Nhưng mà đổi lại, tôi có một điều kiện với cô. Công chúa tò mò. Vậy đó là điều kiện gì? Nếu như cô chịu làm bạn với tôi và tôi sẽ sống bên cạnh cô trong tòa lâu đài này. Công chúa suy nghĩ về điều kiện này và sau đó đồng ý lời đề nghị, nên con ếch nhảy xuống hồ và chìm khuất vào trong nước. Một lúc sau, con ếch xuất hiện với quả bóng vàng và ném nó cho công chúa. Tìm lại được quả bóng, công chúa rất vui và quay trở về lâu đài. Thấy công chúa trở về và để lại mình phía sau, chú ếch hét lên phía đằng sau. Công chúa xinh đẹp, cô quên tôi rồi ư? Cô đã hứa là đưa tôi đi theo cùng với cô về lâu đài mà. Công chúa la lên từ phía đằng xa và cười lớn. Làm sao mà con ếch xấu xí như ngươi lại tưởng tượng ra việc sống cùng với một công chúa xinh đẹp như ta cơ chứ? Công chúa để chú ếch lại ở đó và quay trở về tòa lâu đài của mình. Vào buổi tối hôm đó, nhà vua, hoàng hậu và công chúa ngồi trên bàn ăn. Ngay khi họ đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Người hầu gái cho biết là có một chú ếch đến và nói với họ là nó được công chúa mời và xin phép cho con ếch được vào trong phòng. Nhà vua ngạc nhiên quay qua hỏi công chúa. Con cho chúng ta biết chuyện này là như thế nào vậy hả con gái? Thưa cha. Công chúa kể toàn bộ câu chuyện đã xảy ra vào sáng nay ở chỗ cái hồ. Nếu con đã hứa với con ếch để lấy quả bóng lên thì con phải giữ lại hứa của mình chứ. Nhà vua ra lệnh cho người hầu dẫn chú ếch vào bên trong. Một lúc sau, cửa mở ra và chú ếch nhỏ nhảy đến và dừng lại bên cạnh bàn ăn tối. Xin chào buổi tối mọi người. Xin cảm ơn nhà vua đã cho phép tôi được vào đây.
Với một cú nhảy, con ếch đã đáp xuống ngay bên cạnh đĩa ăn của công chúa. Cô không vui vẻ gì khi nhìn chú ếch. Nhà vua yêu cầu dọn đĩa cho chú ếch, nhưng chú ếch ngăn lại. Không cần lấy đĩa đâu ạ, tôi có thể ăn chung với công chúa mà. Con ếch bắt đầu ăn trong đĩa của công chúa. Công chúa rất khó chịu, nhưng vì cô nghĩ là chú ếch sẽ rời khỏi đây ngay sau bữa ăn, nên cô không nói gì cả. Nhưng chú ếch không có ý định rời đi sau bữa ăn tối. Khi cô rời khỏi bàn ăn, con ếch bước theo chân cô vào phòng. Một lát sau, thì con ếch cảm thấy buồn ngủ. Công chúa của ta buồn ngủ quá rồi. Nếu cô không thấy phiền lòng, thì ta sẽ ngủ trên giường của cô. Sợ vua cha nổi giận, công chúa cũng đành phải đồng ý. Con ếch nhảy lên giường cô và đặt đầu lên chiếc gối mềm mại của cô. Cố gắng kìm nén cơn giận, công chúa nằm xuống bên cạnh con ếch và ngủ thiếp đi. Vào buổi sáng, con ếch đánh thức công chúa dậy. Chào buổi sáng, công chúa xinh đẹp của ta. Ta có một mong ước nữa từ cô. Nếu cô thực hiện thì ta sẽ rời đi ngay lập tức. Nghe con ếch xấu xí nói là sẽ rời đi sớm, không cần gì thêm, công chúa rõ ràng là rất vui mừng. Được rồi, nói đi, điều kiện gì nào? Con ếch nhìn vào mặt công chúa và... Tôi muốn cô hôn tôi, thưa công chúa. Công chúa giận dữ, nhảy ngay ra khỏi giường. Sao ngươi dám chứ? Điều đó là không thể. Nụ cười trên môi chú ếch vụt tắt, và thay vào đó là những giọt nước mắt lăn xuống. Công chúa suy nghĩ một lát. Vậy thì cũng được. Chỉ là một nụ hôn nhỏ xíu thôi mà, và mình sẽ không bao giờ phải gặp lại nó nữa. Vậy nên, công chúa hôn con ếch. Ngay khi công chúa vừa hôn con ếch, một ánh sáng trắng chói lóa xuất hiện bao phủ cả căn phòng. Ánh sáng đó làm cô công chúa không còn nhìn thấy gì nữa. Sau một lúc thì ánh sáng đó biến mất. Công chúa bắt đầu nhìn thấy trở lại, nhưng lần này cô không còn tin nổi vào mắt của mình. Chỗ con ếch đang đứng cách đây một phút, xuất hiện một chàng thanh niên đẹp trai. Công chúa rất kinh ngạc với những gì cô thấy. Cô không còn tin vào mắt mình nữa, nên cô lên tiếng hỏi. Anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra với con ếch đang đứng ở đây vậy? Công chúa xinh đẹp của ta, ta là một hoàng tử ở một vùng đất rất xa. Một phù thủy ác độc đã phù phép và biến ta thành một con ếch. Để phá vỡ lời nguyền, ta phải có một đêm ở bên cạnh công chúa và phải lấy được nụ hôn của cô. Cảm ơn cô, ta đã được giải thoát khỏi hình dáng con ếch mãi mãi. Công chúa rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui khi nghe thấy những điều này. Cả hai đến bên cạnh nhà vua và kể cho ông nghe mọi thứ. Đây là bài học thứ hai mà chú ếch đã dạy cho con đó con ạ. Chúng ta không nên đánh giá bất kỳ người nào mà chỉ dựa vào vẻ bên ngoài và phán xét mà không biết tất cả sự thật đằng sau. Nhà vua mời hoàng tử ở lại một vài ngày trong lâu đài của ông. Hoàng tử và công chúa đến bên cạnh cái hồ nơi lần đầu tiên họ gặp gỡ. Công chúa của ta, em có đồng ý cưới anh và đi cùng anh đến vương quốc của anh không? Công chúa mỉm cười gật đầu đồng ý, chấp nhận lời cầu hôn của hoàng tử. Và ngay lúc này, có một âm thanh phá vỡ sự yên lặng. Rebecca, Rebecca. Họ quay lại và nhìn xem âm thanh đó đến từ đâu. Có một con ếch bên cạnh hồ đang nhìn họ. Họ nín thở chờ con ếch lên tiếng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cả hai cười lớn. Đừng lo con ếch nhỏ, ta chắc rằng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tìm được công chúa. Và họ tiếp tục cười. Không lâu sau họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.